Tưởng Hoàng Anh bỏ sự nghiệp sang Mỹ định cư cùng vợ sống sướng, hóa ra công việc đầu tiên là vì tương lai của bản thân và vợ con, nam diễn viên đang cố gắng lao động tại nơi anh gọi là quê hương thứ hai. Quyết định nghỉ đóng phim rời xa showbiz của nam diễn viên Hoàng Anh khiến nhiều khán giả lẫn đồng nghiệp tiếc nuối. Dù tài năng không chiêu trò tai tiếng, nhưng anh chàng công của gạo nếp gạo tẻ vẫn khó khăn chật vật mưu sinh nhờ nghiệp diễn xuất. Cuối cùng Hoàng Anh sang Mỹ định cư cùng gia đình, tìm con đường khác để cải thiện kinh tế sự nghiệp. Trước khi nhận được những show hải ngoại nhỏ, Hoàng Anh bắt đầu kinh doanh online. Trên Facebook cá nhân, anh chia sẻ nhiều bài đăng nhận order nước hoa. Hoàng Anh cũng tiết lộ, thư thái đầu óc, quá khứ để yên, thành tựu để đó, lật sang trang mới, đang dần thích nghi, chuẩn bị lấy đà lao động hăng say. Có nhớ nhà có nhớ quê luôn, nhưng không buồn khóc. Ngoài gia đình ra, còn có anh em bạn bè quý mến là nơi đầy đáy, quê hương thứ hai. Diễn viên Hoàng Anh đang bán hàng online trong thời gian đầu tư sang Mỹ định cư. Đích thân ra các cửa hàng để tham khảo giá và nhận order. Hoàng Anh chia sẻ cảm xúc sau một tuần xa Việt Nam. Một tuần trôi qua yên bình lặng lẽ, an nhiên tự tại, bên gia đình nhỏ gần gũi vợ con, thư thái đầu óc, quá khứ để yên, thành tựu để đó lực sang trang mới, đang dần thích nghi chuẩn bị lấy đà lao động hăng say. Có nhớ nhà có nhớ quê luôn, nhưng không buồn khóc. Ngoài gia đình ra còn có anh em bạn bè quý mến là nơi này đấy quê hương thứ hai. Giờ đây Hoàng Anh có nhiều thời gian để chăm sóc vợ con. Dù anh tâm sự con gái không là ba nhưng dường như cô bé vẫn chưa hoàn toàn quấn quýt. Hoàng Anh tích cực chơi với con gái để tình cảm hai cha con gắn bó hơn sau thời gian dài xa cách. Hai vợ chồng đi ba dạy ngố ngày hôm mới sang Mỹ. Hẹn hò cùng diễn viên Kim Hiền. Không mong giàu sang, chỉ mong gia đình nhỏ của mình mỗi ngày mỗi niềm vui, vợ Hoàng Anh viết. Nam diễn viên đưa vợ con đi mua cây cảnh.